Trần Thanh Tâm đang là cái tên hot nhất nhì mạng xã hội thời gian gần đây, không phải được mọi người nhớ đến với các thành tích nổi bật hay những điều tốt đẹp, mà cô nàng liên tiếp bị dân mạng bới móc cuộc sống đời tư kém sang, nhan sắc thật và những phát ngôn gây tranh cãi. Nhiều lần xuất hiện với nhan sắc thất thường tại các sự kiện khác nhau, Thanh Tâm bị cư dân mạng chê bai khá nhiều phát ngôn như kiểu vì ốm nên mặt sưng và toàn con gái ganh tị sân si với tôi để đáp lại lời si xì sầm của mọi người về nhan sắc của mình lại càng khiến làn sóng tẩy chay cô dữ dội hơn. Mới đây nhất, Thanh Tâm tiếp tục dính đến lùm xùm, vô cùng nhạy cảm. Hoa chứng rán cần mỡ, bị tố là người thứ ba, xen vào giữa mối tình của bạn bè và bị tẩy chay vì tính cách không tốt. Theo chia sẻ của một cư dân mạng, trước khi vào Sài Gòn, Trần Thanh Tâm liên tiếp đi lượt tình các chàng trai và đã bị phát hiện câu chuyện được chia sẻ như sau chuyện là bạn tâm này lúc trước có quen người yêu cùng tuổi rồi chơi chung nhóm bạn của người yêu ông người yêu ở sài gòn mới cùng đám bạn lên gia lai chơi vì chắc là quê tâm ở gia lai nên có dịp lên thăm xong rủ tâm ra uống cà phê nghĩ là người yêu lên thăm thì tâm chắc sẽ vui và hạnh phúc lắm ai dè tâm bảo bận đi tập nhảy nên không đi được nên thôi anh người yêu kia của tâm mới đi chơi với bạn mình và rồi trong lúc đi chơi thì thấy Tâm đang ở quán trà sữa tập nhảy với người con trai khác, tay trong tay cùng người ấy. Hỏi ra thì Tâm bảo anh họ Tâm, xong lươn lẹo đòi chia tay người yêu vì lý do anh không tin em. Và rồi sau đó chia tay không được lâu, Tâm công khai cặp luôn anh họ. Ngay sau khi câu chuyện này được chia sẻ, dân mạng dành nhiều lời không hay về cô nàng Horgan chứng sán cần mỡ. Nhiều người đã đứng về phía bạn trẻ kia và chỉ trích không tiếc lời dành cho Trần Thanh Tâm. Họ cho rằng cô nàng Horgan không được một điểm cộng nào, nhan sắc thì xấu, mà nhân phẩm quá tồi tệ. Tại buổi trò chuyện mới đây với Linh Ngọc Đàm, khi được hỏi về vấn đề Tuesday, Thanh Tâm cho biết mình và người con trai ấy thực chất chưa tiến tới bất kỳ mối quan hệ tình cảm. Bạn nó có tìm hiểu em nhưng bạn ấy bảo là không có người yêu. Em cũng tin như vậy vì lúc ấy bạn bè của bạn đó cũng bảo là chưa có. Trên Facebook cũng không thể hiện gì là mình có người yêu nên em không biết gì cả em cũng có nhắn tin dây dưa với người ta đến lúc nhận ra người ta đang lừa em như vậy em chấm dứt hoàn toàn rồi. cô nàng chia sẻ cũng đã liên lạc thẳng với người bạn nam đó sau khi bị tố là Tuesday và nhận được lời xin lỗi từ phía chàng trai, kèm cam kết đừng chính mọi chuyện. cả hai hoàn toàn đã cắt đứt quan hệ vì thanh tâm cảm thấy mình bị lừa dối. cô nàng cho rằng người tố mình là Tuesday có thể chỉ nghe một phía từ ai đó nên hiểu lầm mình.